Và liên quan tới tình hình tại Jerusalem, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hiện đang cân nhắc một dự thảo nghị quyết về việc không công nhận quyết định của Mỹ khi xem thành phố này là thủ đô của Israel. Dự thảo nghị quyết do Ai Cập soạn thảo khẳng định rằng bất cứ sự thay đổi nào đối với quy chế của Jerusalem sẽ không có hiệu lực pháp lý và phải bị hủy bỏ. Theo đó, thì Jerusalem là một vấn đề cần được giải quyết thông qua đàm phán. Dự thảo cũng bày tỏ lấy làm tiếc về những quyết định gần đây liên quan tới quy chế của khu vực này, mặc dù không đề cập cụ thể đến tuyên bố của Tổng thống Mỹ. Dự kiến Hội đồng Bảo an sẽ bỏ phiếu về dự thảo này sớm nhất là vào ngày mai 18 tháng 12. Động thái trên của Liên Hợp Quốc được cho là đang tìm cách vô hiệu hóa tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là của Israel. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu về một nghị quyết liên quan tới vấn đề này có lẽ chỉ mang tính tượng trưng, vì nhiều khả năng nó sẽ vấp phải lá phiếu phủ quyết của Mỹ là một trong 5 nước thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.